tự. Ông quyết định ông hoàn tục. Ông hoàn tục chi, ông lấy vợ, ông sinh con để nối dõi tông đường. Nhưng mà còn một ông kia quyết định tu luôn. Thì cái ông hoàn tục á, thì ông lấy vợ, ông đúng sinh được đứa con trai thiệt. Ông sinh được đứa con trai đâu được 7 tuổi. Thì ông mới mời cái bạn cũ của mình đến để chúc thọ cho đứa nhỏ. Nhưng mà cái người bạn cũ của ổng á, khi đến thì được được bạn mình dắt cái đứa nhỏ ra chào á, để mà chúc phúc. Tức là các vị tu mà khổ hạnh ngày xưa người ta coi trọng lắm. Ý là giống giờ mình muốn dắt con mình đến chùa cho quý thầy lớn rồi đặt pháp danh, vuốt đầu gì á. Thì dắt ra thì cái ông tu sĩ đó đó, cái ông sa môn tu khổ hạnh đó đó, ông nhìn đứa nhỏ xong, ông có chúc phúc được luôn. Ông không có chúc thọ được cho đứa nhỏ này. Thì ông thấy là thọ mạng của đứa này sắp hết rồi. Tức là nó không sống được mấy ngày nữa. Nên ông không có mở miệng ra chút được. Mấy người tu, người ta tu đạo khác nhưng mà người ta giữ cái giới là người ta không có nói xạo được, ông không chút được. Cái tuy là ông tu đạo khác thiệt nhưng ông biết Đức Phật là chánh đẳng chánh giác không? Biết, ông biết là chỉ có Đức Phật mới có thể có một cái phương pháp gì. Trời mới khuyên bạn mình á là không ấy dắt đứa nhỏ này đến tinh xá để đảnh lễ Đức Phật đi. Ông cũng không dám nói, thọ mạng nó sắp hết nữa. Thì ông này là ông ngoại đạo mà, ông không tin Đức Phật nhưng mà ông thấy thái độ của bạn mình như vậy thì ông có nghi không? À, ổng nghi là con mình chắc có vấn đề. Thì ổng mới dắt đến đảnh lễ Đức Phật và tăng đoàn. Thì ổng xin Đức Phật đó là Phật hãy chúc thọ cho con trai của con. Đức Phật nhìn đứa nhỏ xong, Đức Phật cũng không chúc thọ luôn. Thì tại sao Đức Phật có biết không? Biết, à, thọ mạng đứa nhỏ này sắp hết rồi. Không có thọ được. Cái chú bé này không thọ được. Vậy thì ông Bà La Môn này lúc này thì đến cả bậc chánh đẳng chánh giác mà còn nói như vậy thì ổng có biết là con ổng sắp hết tuổi thọ không? Sắp chết không? Nó mới làm thế nào cho con mà nó sống thọ được đây? Tại vì cái mục tiêu mà cái mục đích để ổng bỏ luôn cả cuộc đời tu khổ hạnh mấy chục năm của ổng làm chi? Để nối dõi tông đường, để đứa nhỏ chưa được 5-7 tuổi nữa là nó sắp chết đi rồi. Ổng rất là thất vọng, nó mới xin Đức Phật cái cách nào để làm sao cho con ổng sống thọ, gọi là tăng phước duyên thọ đó. Tăng phước rồi cái phước nó tăng lên, duyên thọ là nối dài cái tuổi thọ ra. Thì Đức Phật mới nói giờ có một cách như vậy. Ông phải lập cái đàn cúng, ông thỉnh những vị trưởng lão hàng đầu, tức là những vị mà thánh tăng đạo cao đức trọng trong tăng đoàn về. Ông bảo đứa nhỏ và ông cả gia đình cung kính đảnh lễ cúng dường, chúng tôi sẽ chuyên tâm trì tụng cầu an cho đứa nhỏ này trong vòng 7 ngày như vậy. Thì ông Bà La Môn này cũng làm theo. Bà La Môn cũng làm theo thì đúng 7 ngày đó. Thì khi Đức Phật cùng với lại những vị thánh tăng, đại thánh tăng ghé đến nhà và có một cái lễ cúng và liên tục đọc kinh cầu an như vậy thì chư thiên xuống hộ rất là đông. Mình biết Đức Phật là ngoài cái người ngồi ở đây có chư thiên, mình nghe nhiều đúng không? Vô chùa là có Long Thiên hộ pháp đúng không? Mình thấy bên này chùa mình có dàn thánh chúng không? Đó là tất cả các tầng trời là chư vị hộ pháp Già Lam thánh chúng là gia hộ cho Già Lam được thanh tịnh. Cho nên có cái phát nguyện là pháp Phật ở đâu thì cả chư thiên, thậm chí quỷ dạ xoa la sát cũng hộ trì cái người tu pháp Phật nữa. Mình thấy mình mạnh mẽ. Cho nên giữ một giới trong nhà Phật á, quý Phật tử có ngũ giới đúng không? Giữ một giới là nó có năm, là có năm hộ pháp theo hộ. Giữ năm giới là có 25 vị thần theo thủ hộ cho mình. Cho mình thấy cái giá trị của giữ giới nó rất là quan trọng. Cho nên mình phải phát tâm giữ giới là vậy. Thì khi Đức Phật cùng chư thánh tăng quy tụ lại thì chư thiên các tầng trời và hộ pháp các nơi có về không? Về. Đức độ của những người này rất là lớn và thủ hộ như vậy trong suốt 7 ngày 7 đêm. Thì trong đó có con quỷ dạ xoa mà đến để ăn thịt đứa nhỏ nè. Thì con quỷ dạ xoa này là có hẹn 7 ngày sau sẽ được bắt đứa nhỏ này. Thì khi con quỷ dạ xoa này nó đến định bắt đứa nhỏ thì sao? Thấy chư Phật hào quang của chư thiên quá sáng, oai đức của chư Phật và thánh tăng quá mạnh đi, nó không dám tới gần luôn. Với cái sự mà thủ hộ của các thần kim cang và các chư thiên có đạo lực lớn, quỷ dạ xoa nó sợ quá nó bỏ chạy. À, thì nó không dám đến gần nữa. Thì chú bé này sau cái đợt đó là sống tới 120 tuổi. À, sau đó là cho quy y và cả gia đình đã bắt đầu quy y qua Đức Phật. Thì đây là câu chuyện có thật được kể trong kinh. Hôm nay cô kể lại cho quý Phật tử nghe. Thì Đức Phật dạy cho mình cái phương pháp để duyên thọ tăng phước là chúng ta kính tôn trọng, kính lễ cái bậc đáng cúng dường, cái bậc mà có đạo đức, cái bậc có giới đức mà chư thần hộ pháp Long Thiên đều gia hộ như vậy thì mình có cơ hội để mà mình tăng tuổi thọ. Bây giờ mình phát nguyện như nào? Mình thấy những vị tu sĩ lớn đạo cao đức trọng, kể cả những vị tu sĩ nhỏ, mình không có coi thường, mình phát nguyện cung kính đảnh lễ cúng dường. Biết đâu trong số những vị hòa thượng cao tăng mà mình cúng ở đây có một vị là chứng thánh, mà họ chứng thánh thì không bao giờ nói, không phải mình cầu mình cúng cho bậc thánh, nhưng mà ý cô nói rằng mình tôn kính.